Khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã bùng phát, hành động ngay. Tin sốc từ Bắc Á đang khiến thị trường toàn cầu rung chuyển. Đồng yên Nhật lao dốc kéo theo sự suy yếu của các đồng tiền châu Á như won, rupia và Việt Nam đồng. Cùng lúc, xung đột Trung Đông giữa Iran và Israel đẩy giá dầu tăng cao, đẩy thế giới vào cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất kể từ Thế chiến thứ nhì. Trong video này, chúng tôi sẽ tiết lộ 6 cuộc khủng hoảng hiện tại và cách bạn có thể vượt qua chúng. Đừng quên nhấn like, đăng ký và chia sẻ để cập nhật thông tin quan trọng. Nhật Bản và cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Nhật Bản đang đối mặt với cú sốc kinh tế toàn diện khi cổ phiếu, tỷ giá và trái phiếu đồng loạt lao dốc. Đồng yên chạm đáy 34 năm, phản ánh sự tháo chạy của các nhà đầu tư lớn. Warren Buffett đã nhanh chóng tận dụng cơ hội này để kiếm lời từ đồng yên suy yếu. Cuộc chiến tiền tệ châu Á. Khi Nhật Bản tăng lãi suất, đồng yên sụt giá mạnh nhất kể từ khủng hoảng 2008, kéo theo khủng hoảng tài chính ở Hàn Quốc, Việt Nam, Ấn Độ và các nước láng giềng. Tỷ giá chạm mức thấp kỷ lục, trong khi giá dầu và hàng hóa leo thang do xung đột toàn cầu. Ai Cập và khủng hoảng nợ. Mỹ vượt qua khủng hoảng nợ bằng cách làm mất giá nhiều đồng tiền châu Á, nhưng với Ai Cập, điều này tạo nên khủng hoảng nợ nghiêm trọng, buộc họ phải bán tháo tài sản quốc gia. Ai Cập bán rẻ tài sản, trở thành thuộc địa kinh tế. Trong năm qua, Ai Cập đã bán 30 doanh nghiệp nhà nước và hơn 7,5 tỷ đô la Mỹ tài sản quốc gia với giá rẻ mạt. Các tập đoàn tài chính quốc tế nhanh chóng thâu tóm, thu lợi từ sự suy sụp này. Đồng bảng Ai Cập mất giá 40%, thu hút hơn 55 tỷ đô la Mỹ từ các nhà đầu tư quốc tế để chiếm lấy tài sản cốt lõi. Bài học từ Ai Cập, thua trong cuộc chiến tiền tệ đồng nghĩa với việc mất chủ quyền kinh tế. Nguy cơ từ chính sách tăng lãi suất của Mỹ. Mỹ tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát, có thể lên đến 8%. Lịch sử đã chứng minh, mỗi lần Mỹ tăng lãi suất mạnh đều dẫn đến khủng hoảng tài chính toàn cầu, như Mỹ Latin năm 1982, Nhật Bản năm 1990 và châu Á năm 1997. Khi lãi suất Mỹ tăng, dòng tiền chảy về Mỹ làm cạn kiệt thanh khoản toàn cầu, khiến nhiều quốc gia lâm vào khủng hoảng tỷ giá. Nguy cơ khủng hoảng ngân hàng và nợ công của Mỹ. Tăng lãi suất giúp Mỹ kiềm chế lạm phát nhưng lại đẩy nhiều ngân hàng nhỏ và trung bình vào khủng hoảng. Với nợ quốc gia lên tới 34.000 tỷ đô la Mỹ và lãi suất năm 2024 đạt 1,15 nghìn tỷ đô la Mỹ, Mỹ có nguy cơ đối mặt với khủng hoảng nợ công, kéo theo sự sụp đổ tài chính toàn cầu như năm 2008. Dù vậy, Mỹ vẫn duy trì lãi suất cao để hưởng lợi từ Trung Quốc và kỳ vọng tăng giá trị tài sản. Kịch bản khủng hoảng toàn cầu. Nếu Mỹ tiếp tục tăng lãi suất, nguy cơ khủng hoảng nợ lớn có thể xảy ra. Tuy nhiên, Mỹ có thể hồi phục nhanh nhất, đẩy thế giới vào khủng hoảng. Giảm lãi suất có nghĩa là Mỹ thừa nhận thất bại, nhưng giữ lãi suất cao sẽ chuyển gánh nặng cho toàn cầu, tạo ra một cuộc đua sống còn giữa các quốc gia. Vàng và đô la tăng giá cùng lúc. Giá vàng đã vượt 2.500 đô la Mỹ, trong khi đồng đô la Mỹ cũng mạnh lên chưa từng có. Thông thường, khi vàng tăng giá, đô la sẽ giảm, nhưng hiện tại cả hai đều tăng vì các ngân hàng trung ương toàn cầu điên cuồng mua vàng để đối phó với rủi ro từ khủng hoảng mà Mỹ có thể gây ra. Mỹ giữ lãi suất cao, ai sẽ là nạn nhân? Dù đã tăng lãi suất lên 5,5%, Mỹ vẫn chưa đạt mục tiêu. Trong quá khứ, Mỹ từng hái quả từ Hàn Quốc, bốn con hổ châu Á và Argentina khi họ gặp khó khăn tài chính. Nhưng lần này, với lỗ hổng tài chính khổng lồ 34.000 tỷ đô la Mỹ, Mỹ cần một miếng rất lớn. Mục tiêu của Mỹ. Mỹ muốn hạ bệ Trung Quốc, đối thủ có thể vượt qua họ trong 5-10 năm tới. Nhưng Trung Quốc không dễ dàng bị đánh bại với dự trữ ngoại hối 3.000 tỷ đô la Mỹ, trái phiếu Mỹ hơn 800 tỷ đô la Mỹ và chuỗi cung ứng mạnh mẽ. Nga cũng là mục tiêu, nhưng sau xung đột Nga-Ukraine, Nga đã tách biệt khỏi Mỹ. Ấn Độ có tiềm năng, nhưng Mỹ chưa muốn động đến, vì cần Ấn Độ để thay thế Trung Quốc và kiềm chế Bắc Kinh. Châu Âu và Trung Đông đã bị ảnh hưởng, nên mục tiêu còn lại là Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ tư với gần 4.000 tỷ đô la Mỹ tài sản nước ngoài.
Mỹ có thể hy sinh Nhật Bản để lấp đầy lỗ hổng nợ và kéo dài sự thịnh vượng thêm vài năm nữa. Mỹ chỉ coi Nhật Bản là dự trữ khi cần, như việc kích động Nhật xả thải nước nhiễm xạ, làm mất uy tín và đối tác thương mại của Nhật. Mỹ và Nhật Bản, quan hệ lợi dụng. Dưới sự kiểm soát toàn diện của Mỹ, Nhật Bản giờ chỉ còn là miếng thịt trên thớt. Dù nợ công của Nhật lên đến 264% GDP, Thủ tướng Kishida vẫn tuân theo yêu cầu tăng lãi suất của Mỹ, dù điều này có thể đẩy Nhật vào khủng hoảng nợ công. Căng thẳng toàn cầu và thị trường. Căng thẳng Iran-Israel có thể leo thang thành chiến tranh toàn diện, khiến cả thế giới, từ chứng khoán Nhật Bản đến Mỹ, chao đảo. Biến số lớn là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Liệu Fed sẽ giảm lãi suất hay duy trì chiến lược hiện tại? Nasdaq và S&P 500 giảm 1,5%, Bitcoin lao dốc, khiến hơn 80.000 nhà đầu tư cháy tài khoản, tổng thiệt hại 240 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, giá vàng tăng vọt, đạt 2.508 đô la Mỹ một ounce, và USD cũng lên cao nhất trong nhiều tháng. Giá dầu tăng 3,63%, làm gia tăng lạm phát tại Mỹ, có thể buộc Fed phải tăng lãi suất trở lại. Chiến lược toàn cầu và nguy cơ thế chiến thứ ba. Từ khi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung nổ ra năm 2018, Trung Quốc, Nga và Iran ngày càng gắn kết trong các giao dịch dầu mỏ. Nếu xung đột Iran-Israel leo thang, cộng với sự can thiệp của Mỹ và Trung Quốc, nguy cơ thế chiến thứ ba là hiện hữu. Với lạm phát kỷ lục và việc in tiền trở lại, Mỹ có thể kích động xung đột này để đẩy giá dầu lên, rồi đổ lỗi cho lạm phát, biện minh cho việc tăng lãi suất. Mục tiêu cuối cùng vẫn là thu hoạch tài chính từ Nhật Bản và các nước châu Á. Lời cảnh báo cuối. Philip Fisher từng nói, sau mỗi cuộc chiến, giá cổ phiếu thường tăng cao hơn trước. Bán cổ phiếu để giữ tiền mặt khi chiến tranh nổ ra là sai lầm, vì lạm phát sẽ làm mất giá tiền. Nhà đầu tư thông minh nên mua cổ phiếu khi thị trường giảm sâu. Đây chỉ là quan điểm cá nhân. Nếu bạn đã xem đến đây, hãy bình luận "tôi đã xem đến cuối" để tôi biết bạn thực sự quan tâm đến việc thay đổi cuộc sống của mình. Tôi sẽ tặng bạn một trái tim. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúc bạn và gia đình hạnh phúc, bình an, thành công. Hẹn gặp lại.